Rồi hello, chào toàn thể anh chị bà con nha, em Thịnh Bến Tre. Mới vừa về em ganh tra 209, em để đây cho anh em mình sơn lại với sơn mâm rồi vệ sinh xe, vệ sinh nội thất. Đó, kiểm tra máy lạnh đầu lại ha. Xe này thì mới vừa đăng kiểm đời 209 anh chị. Mới vừa về màu trắng, xe đẹp, xe ngay trụ biển Tây Ninh. Đó, xe này ngày trước thì của khách đang đi ha, khách đang đi thì mua rồi chạy thời gian rồi khách bán lại ha. Khách này thì ảnh là cũng rất là dễ thương và đàng hoàng. Anh mua xe của anh Đức nè, anh mua được mấy năm mà anh chạy anh đưa em ha. Đó. Xe này thì hiện tại giờ hơi xấu, em sẽ sơn mấy này lại anh chị ha. Được cái 4 cái vỏ còn đẹp, 4 vỏ đẹp với đăng kiểm mới. Mấy cái này làm sơn là hết nha, em sơn đẹp lắm anh chị, chứ không phải để vậy ha. Để vậy thì hơi xấu. Xe này được ăn tiền cái giờ vàng nội thất với vàng mà vàng máy, vàng túp lô túp ly đẹp, trần cũng đẹp ha anh chị ha. Vàng ghế nha, vì ghế bọng thì cũng rất là mới luôn anh chị ha. Thì anh chị em chỉ mua về chỉ việc đi thôi chứ không có làm gì nữa nha. Túp lô túp ly ok nè, keo chỉ cũng còn mà nó cũng lẫm chởm đời 209 mà. Nói chung ốc cửa bản lề cũng còn màu mè ok lắm á. Nói chung thì giá hợp lý để anh em mình hơn 100 nha. Để em bảo dưỡng rồi xong hết rồi chi phí hết bao nhiêu em báo anh chị. Để như thế này thì em để anh em mình hơn 100 ha, nhưng mà không biết nhiêu. Thì để em bảo dưỡng xong hết chi phí bao nhiêu em báo anh chị. Củ số nè, máy số gầm em ru nè anh chị ha. Túp lô túp ly đẹp luôn nè. Đó, túp lô túp ly còn ngon. Chính bấm trợ lực đầy đủ, đời cao 209. Máy em, để em nổ máy anh em mình nghe tiếng máy nha. Có lóc cửa từ xa luôn nè anh chị, lóc cửa từ xa. Camera hành trình số rớt ra ngoài tiêu rồi. Màn hình cam ve hay đầy đủ, xe chạy chuẩn ô đô 286.000 cây nha anh chị nha. Nói chung thì xe này chạy cũng một khá. Máy em chạy thử rồi. Keo chỉ nó không được đẹp cho nên giá nó rẻ, chứ nếu mà xe này mà đời 209 mà keo chỉ riêng đó anh chị thì nó rơi vào giá tầm khoảng 160, 150, 160 thì xe này mình bán hơn 100 thôi. Đời 209 đời cao ha. Máy nổ cực kỳ im luôn, máy thì cũng chưa rửa nên anh chị, để em rửa này em quay anh em mình xem ha. Phun xăng điện tử, động cơ máy 1.5 thì dòng này tiêu hao nhiên liệu thì 100 cây nó đâu đó tầm khoảng 6,5 lít. Cabo à, cũng còn khá ha. Có dáng con hơi hết rồi. Nói chung thì xe này mua về sẵn đi anh chị ha. Em giờ em làm lại nữa là bảo dưỡng ngon lành nữa, anh em mua về đi thôi. Máy êm nha. Máy rất êm anh chị ha, không có đổ hơi đổ khói nha anh chị nha. Máy còn rất là êm nha. Máy này chủ nhân mới bảo dưỡng hết 40 mấy triệu á, ở nhầm 20 mấy triệu. Làm 3 tháng trước rồi nha, làm 3 tháng trước rồi. Máy êm luôn à. Máy là siêu êm luôn. Đó. Thì anh em nào thấy được xe này thì liên hệ cho em Thịnh để có cái giá tốt nha. Rồi cảm ơn anh chị em bà con mình nhiều, chúc anh chị em bà con mình nhiều sức khỏe, an lành và gặp nhiều vận may trong cuộc sống nha. Làm ăn phát tài phát lộc ha. Em cảm ơn.